Hello hello, xin chào anh em chú anh em cả gà vui vẻ. Hôm nay giới thiệu cho anh em thêm một cái con game One Piece của nhà phát hành X7 Game nha anh em. Con này tên là, để mình coi coi đây, One Piece ra khơi. Đây, vô X7 Game. Xong rồi anh em tìm One Piece ra khơi hoặc là tên này mình có để với mô tả hết. Đấy, là anh em sẽ thấy đây. Là nó đây anh em. Rồi bây giờ mình vô trải nghiệm thử anh em ơi, tí mút thử một vạt về review cho anh em cho nó nhiều cái hay hơn, cho nó lẹ hơn. Giờ mình vô thử nha. Mới vô thì chọn này kiểu như biểu tượng hết ta. Tượng như nó chết tim nè, biểu tượng này đi nhìn nó đẹp hơn, ngầu hơn. Bia. Bia bia. Nhập được không? Ok là vô. Được không? Mình thấy game này cũng nhiều á, ảnh đẹp ghê luôn anh em. Ủa này mới có sạn với anh lù á, lúc nãy Wano nè. Có Rubin, Nami, anh Dỗ cái kiểu nè, nhìn đẹp chứ ạ. Ủa rồi sao đánh đây? Đây là Kaido, ủa rồi đây là tướng của mình, rồi sao đánh? Nani? Đi tới hả? Ủa. Nè nhìn nhau hả? Ây da, để mình nghiên cứu coi anh em. Mình mới vô thì mình cũng không biết tại sao nó không đánh luôn, mình tìm không biết nó có lỗi hay gì không. Chứ thấy bên đây là thấy năm thành viên, bên kia là có Kaido thôi. Để mình đi mua một cái account để vô test cho anh em xem ha. One Piece ra khơi nè. Sớm mình mới tìm được cái ạc 20 tệ. Nhưng mà có Kaido SP luôn, không biết giờ còn không. Đây anh em, có Kaido UG chứ. Đây Kaido UG với có 50 SP nè. Ồ, có nhiều tướng đẹp ghê luôn á anh em, còn mấy cái kia thì không có. Đây, cái này cũng 17 tệ mà mình thấy cụ bắp. Còn cái này là cái gì? Cái này còn cái này là cái gì đây? Có gì không? Ui, tỏ nết không anh em ơi. Mấy cái này mình thấy có mỗi anh Dỗ SP à, mình mua Kaido UG nó sướng. Đây, cái này là rẻ nhất là 6 tệ, 6 tệ là khoảng 20k anh em. Cái này 20k, cái gì này 20 tệ thì đâu đó khoảng 70k, còn này 40 tệ thì có gì không? 40 tệ nhưng không có UG à? Ui, có Lunica luôn anh em ơi. Rồi ôi, có anh Dỗ cái kiểu nữa, thôi thì mình mua Kaido đi. Kaido với Nami ha. Nè, để mình đi mua đã, xem chi chít tiết tài khoản mua ngay. Ok, mua xong còn đúng cái nịch. Dạo này test cũng nhiều, nên là cái nịch thì mình còn đúng cái nịch luôn. Rồi giờ mình đi vô game nè. Bây giờ mình out ha. Xong rồi mình đi vô game lại. Đây. Ok anh em ơi, nó ở server 2260. Mua vô là nó cộng như cái tài khoản của mình luôn à. Vô rồi test trải nghiệm anh em ơi. Ở cái nãy mới tạo lúc đầu mình tính vô review sớm một tí. Đây, hiện tại đàn này VIP như VIP 9 level 108. Bên đây thì giảm 50% á anh em, ví dụ như gói 10 tệ anh em sẽ tốn 5 tệ nha. Đây là Kaido, đây sự kiện Kaido UG, màn này có cả Kaido UG luôn anh em. Ui, nhìn đẹp thật sự luôn, mình thấy cái đồ họa ở game này đẹp thật sự luôn. Giờ đi khám phá tiếp anh em ơi. Đây, cái gì không biết thì bấm vô dịch anh em ơi. Huy Nami với Rubin đang nói chuyện gì ạ? Rồi anh Genki nữa, nhìn đồ quậy hệt con game hải tặc anh em mình chơi á. Không biết skill nó sao hả? Hoạt động rồi này, hiến HP cái kiểu nè. Còn đây cộng sự nè, đây vô coi đây. Mình có Kaido level 91. Bao nhiêu lực chiến đây? 42k Kaido UG, wow, nhìn ngầu anh em ơi. Nhìn cái ảnh động của nó nhìn ngầu nè, key tót lên, đỉnh. Đẳng cấp đấy anh San nè. Anh San này cũng ghê nè, anh San này bao nhiêu? 37k. Rồi Nami này là dạng SP ghê thiệt, ngầu ha. Trời ơi, quá đẳng cấp. Không biết coi mấy cái vị tướng khác sao ta. Cái này là hình như là có mấy con mình có hả? Để mình coi bao nhiêu vị tướng là... Ui, có anh Dỗ luôn nè, anh Dỗ SP luôn nè. Ui, ngầu quá anh em. Rồi đây lù SP nè. Ui, chị đẹp đây. Chị đẹp qua đây cũng đẹp vải trưởng ấy chứ. Đây là
Gubin. Ồ, đỉnh thiệt anh em ơi. Còn đây là nguyên dạng hết, có VV với GPK nè. Ồ, hai chị đẹp like cho một cái ha, đỉnh đấy chứ. Ồ, cái này là ai ta, để mình coi mình nhớ không, này mình không biết luôn. Còn đây là cài gót mình biết nè. Hình như con này là Tama gì đó, mình quên rồi. Ồ, anh Marco nè. Cái này anh Hakin nè. Để mình coi nha, bao nhiêu vị tướng, sao nhiều tướng thế nhờ. Có quà không hết luôn à. Ở đây, còn ở đây là một đống tướng đây à. Dưới đây một đống tướng, anh em coi bao nhiêu con UG rồi ha. Đây HP, Uta HP, anh Sạn HP. Rồi ông chú nè. Ui, 10 mảnh là có thể ghép được hả? Dễ chứ à? Mà không biết kiếm mảnh dễ hay không nha. Chứ mình thấy số lượng yêu cầu là rất là ít đó. Rồi. Hết rồi hả ta? Tướng vậy hết rồi hả? Để mình coi cái này là cái gì. Dịch cái nhầm. Cái này là mã quà cái kiểu thôi. Đây là dịch. Tướng gì? Cấp hiệu quả chiến đấu, cấp thức. À cái này sắp xếp á. Còn cái này là cái gì ta? À, cái này tướng các kiểu. Mình nghe đâu là đồ họa như nói hay đặt mà kiểu như nó linh động hơn. Còn lối chơi thì như Gumu nha anh em. Còn cái này là sao đi khám phá cái gì đây? À đi khám phá các cái đảo. Này để mình coi dịch nè. Tại những cái hòn đảo khác nhau, cái này là vượt qua rồi hả? Để mình vô đây coi, mình khiêu chiến coi, ải 10-10 nè. Cái này là khiêu chiến X10 hả? Quét 10 lần, quét chiến đấu, à đây chiến đấu nè anh em. Chiến đấu. Bỏ cài đồ vô. Hộ cài đồ gờ. Không biết con hàng này hot không nè. Rồi, chiến đấu thử anh em. Mà khi mà anh em mua một cái hạt về trải nghiệm xong, anh em thấy rồi không chơi nữa, anh em cũng thấy thể bán lại được. Thấy nó cũng khá là tiện. Nên là mua test cho anh em xem cho nó lẹ chứ bao giờ mình kiếm được con tướng. Ủa, cái đô đây. Đây là cái đô đây, quýnh sờ sập quê. Ui, cái đô này nhìn nó ngầu thôi rồi luôn anh em ơi, cháy thiệt chứ. Ui ôi, ui. Xịn anh em ơi. Lại nổ nữa anh em, nhìn nè, đấy như xem phim luôn. Quá là ghê gớm anh em ơi. Ghê thiệt sự nha anh em, đấy. Đúng là cái đồ UG của khác anh em ơi, mình không biết cái đồ như này là Lunica như nào nữa. Quá là tuyệt vời. Đẹp hả chứ. Đây. Công nhận đẹp thiệt anh em ơi. Không biết anh Sanh sao, anh Sanh có giống hai chiếc thuyền không nữa, để mình coi ha. Trời ơi, nhìn nè anh em, ngầu, nói chung là ngầu bá cháy. Quá tuyệt vời, rồi mình đi khiêu chiến tiếp đi. Nè, cái này bỏ anh Sanh vô test thử rồi. Anh Sanh nè, đây, bỏ cái đô ra, để coi anh Sanh như nào anh em. Không biết anh Sanh nổ có phèn như con hải tặc anh em mình biết không. Anh Sanh này mong là ngầu hơn nha anh trai. Đây, ôi, kiểu như bật cái haki ấy. Ủa, quyết đó hả? À, chưa. Đây, ôi, ui, cái gì vậy? Anh gồng gồng cái xong rồi. Khỏe vậy. Mình chưa thấy anh quýnh cái gì ghê ghê hết trơn á. Ồ, cái này là đảo 10 đúng không? Ải 10 đúng không? Còn này ải bao nhiêu đây? Mình coi cái nào bự bự ơi. Cái này ải 9. 10. Còn 11, 12, 13. Cái này là ải bao nhiêu ta? Cái này 11 hả? 12 nè, cái này 12 nè. Vậy mình thử 12.1 đi. Con xanh sao? Công nhận nhìn ngầu á anh em. Vô đây chủ yếu test thì kỹ. Ui, Yamato lù cái kiểu rồi. Nhìn mà Yamato bên đây hơi blame á. Này con xanh nè. À, cái này chắc được. Cái này BK được. Bên kia chón hết trơn kìa. Mình ảnh cân hết hả? Ghê anh trai. Nè, để mình sử dụng nổ. Hình như bấm vô mới vô được nè. Ủa? Hay là cái tiệc kỹ ánh vậy thôi. Còn đây là gì ta? Xem người ta đánh trước hả? Hay là tướng này không có ta, không có tiệc kỹ ta.
đây càng quét ở đây đánh nè, từ từ nha. Sai xong rồi bây giờ mình coi MH nè, anh MH cũng 3 ớt nè, anh MH này nhìn cũng ngầu nè, để coi. Để mình dịch coi cái nào tự đánh hay sao, cái này là gì đây? X2 rồi, mấy cái này là gì đây? Ồ. Như có mỗi cây đô là mình thấy hiệu ứng ngầu hả anh em ơi. Lại MH thì sao, đủ cây nọ thì sao đây? Đủ cây nọ thì anh tự dùng kiểu gì á? X10 nè, quải trưởng. X10 luôn hả? Khác vậy. Có X10 luôn. Wow. Để coi coi, có cây đô G nè. À, chú câu đen nữa này, có mấy vị tướng HP thì sao? Ủa mấy vị tướng HP đâu nhờ? Đây có 50 HP nè. Không biết HP thì có hiệu ứng không ta? Mình thấy là mấy con ớt 3 ớt được không có. Ui đây hình nhờ cái kiểu đẹp anh em. Nami thì sao? Vẫn kiểu như skill nộ nộ vậy thôi. Nè anh em thấy là sử dụng nộ, mình thấy là sử dụng nộ xong rồi vẫn vậy à. Ồ vậy là phải có tướng UG, UG như Kaido thì mới có hiệu ứng à. Game này thì mình cũng chơi lần đầu á anh em, mình cũng trải nghiệm cùng anh em thôi. À đây là thiền hả? Đây là thiền, thiền hết có, cũng có phân chia nữa nè. Gâu đen các kiểu nữa. Trọng. Ồ vậy là mình thử xem thử anh Kaido này. Kaido cháy quá vô đây quẩy rồi sao? Đó Kaido đủ nộ là biến hình đây anh em. À ủa. Sao cái này không thấy dùng nộ nữa ta? Xong rồi. Ủa vậy là có gì đó sai sai hả? Từ từ để mình coi. Hồi nãy là cái đô nổ liên tục luôn. Ở đây ha, từ từ. Cái này là sao? X2. Để mình điều chỉnh cái anh em ạ. Này là anh kinh 3 ớt. Này là chỉnh còn X2 đi. X1, X2 nè. Còn cái này là sao? À cái này là có cái hình động. À đây là cái nộ này anh em. Đấy cái nộ của ảnh này hình như bấm vô đây là có thể là sử dụng hiệu ứng. Cái này tắt hiệu ứng hay là có hiệu ứng á? À thì ra là như vậy. Ok. Đấy hiệu ứng của Kaido nhìn ngầu vải trưởng anh em ơi. Coi lại anh San với Nami cái kiểu đi. Đấy vậy mới đúng nè. Vậy mới đúng cái anh em mình tìm nè. Đấy. Phải test như vậy đó hả? Đấy. Hình là cái gì, hành động của nó đúng là như mình muốn thấy. Ờ anh số 2. Ủa ok xong rồi bây giờ tiếp nè. Ủa này là càng quét anh em ơi, quét càng quét còn 30 mấy ngàn, ba ngàn mấy chứ. Rồi bây giờ anh San cái kiểu sao nè, đó mình nghĩ là vị tướng nào cũng có chứ hoạt ảnh với anh em, tầm mấy vị tướng nó hết cho lên là mình nghĩ là có. Coi thử anh San coi thì sao. Coi thử anh San coi sao, đủ nộ chưa. Ủa mình đây nè, mình vẫn bật này nha, rõ ràng là mình vẫn bật á. Vậy là ảnh không có hết ta, buồn như ta. Nè, cái này là tắt nè. Cái này là bật nè, bật là nó sáng nè. Còn tắt nha. Tắt là đâu có thấy gì đâu. Sử dụng. Đó, rồi mình bật nè. Bật thì sao? Vậy là không có hiệu ứng đó ta. Vậy là mấy anh này không có hiệu ứng rồi, phải có UG hả? Phải UG mới có hiệu ứng đúng không? Để mình bỏ vô nhiều vị tướng coi sao nha. Ủa, giờ mình thoát đi. Mitua nhìn giọt đang nói chuyện. Thoát nè. Rồi cái đây bỏ này bỏ nhiều vô. Chú công Oden nó dinh bi anh mi hát cái kiểu này. Ủa hình như có 5 vị tướng à anh em ơi, 5 vị tướng mát rồi. Lối chơi thì mình thấy là tự động đánh mà dạng kiểu như khác nha, chứ không phải đánh theo lượt nha. Đấy. Đây.
Đó, chị ấy cũng nộ kiểu như nè, không có cái hành động thôi, chứ nộ thì kiểu như vẫn thấy cái hiệu ứng đó. Rồi bây giờ mình đi khám phá tiếp cái khác đi anh em ơi. Đây là cái chức năng được hả? Đây là chức năng hiến máu. Hiến HP. Ừ, phải nói là đi hiến máu thì toàn đấy. Hiến HP. Tướng 3x, 3x. Còn không biết UG cái kiểu đi kiếm sao. Còn đây là thịt, cái này là free nè. Mình nhìn là mình biết free nè. Đó. Chọn xong nhận nè. Còn khi hiến HP 30 tệ thì được 1.200, là gấp 60 lần, vãi chuẩn. Đúng là sức mạnh của khi này mình hiến HP. Ôi, còn đây là cái điểm VIP. Còn đây là cái gì để mình khám phá? À, đây là sự kiện ha, điểm danh được mảnh anh Kaido hả? Đây là mảnh anh Marco. Ồ, đây là cái gì á, của anh Dỗ, còn đây là cái bát, một cái bát thôi. Còn đây, để mình coi. Cái này là kiểu như thông báo. Đúng rồi. Còn đây là lù đang ngủ hả? Đây là chiêu mộ hả ta? Bỏ qua coi, chiêu mộ là hết giờ cái kiểu nè. Chiêu hồi. Chiêu hồi 3 lần. Ồ, được một con bé ít. Ủa, cái này là bé hả ta? Bé ít giờ hả? Ồ, ra là vậy. À, thú cưng, thú cưng. Ê anh em, nhìn là biết luôn. Thú cưng, ra là như vậy. Hiểu rồi nha. Chú hỏi bẩm gan cua bãi trưởng chưa? Còn cái này là gút gì đây? Một cái bát, một cái gói bát. Cái đó là một cái gói bát thôi. Còn cái đây, cái đây là cái gì? Ui cái này đẹp quá ta, ai vậy, nhân vật nào mà nhìn đẹp dữ ta, để mình coi ơi. Ồ, phong cách Trung Quốc. Arubin. Phong cách Trung Quốc này, vậy là có khi là chị đẹp Gubin hả? Nhưng mà phong cách của bên Trung Quốc đúng không? Nhìn đẹp nè anh em, đúng rồi anh em ơi, nhìn chị đẹp Gubin skin hay gì đó anh em ơi nè, đẹp thế nhờ. Ui đúng rồi anh em ơi, chị đẹp Gubin anh em ơi, đẹp vãi chưởng đây nè, ngầu ý chứ. Ui game này có skin nữa anh em à, đã thế nhờ. Ui đẹp đấy. Ok. Tiếp theo. Đây, ở đây là cái gì đấy? À, điểm danh cốc bia để này chưa mộ hả? À, điểm danh đúng không? Rồi rồi. Này là free nè, thì lúc nào cũng có cái gói đầu đấy, free cho anh em mấy có sao tốn HP. Để mình kéo cái này xuống đi. Còn cái này là cái gì đây, quà của anh Mi Hắc à? À, anh Mi Hắc bán tiệm, anh Mi Hắc bán tiệm rồi, VIP 13 nhận cái gì nè? Nhận thêm à. Vô mèo. Tiếp nào, sự kiện này rút họp gì đây, vòng quay à, cái này kiểu như vòng quay anh em, mình không có quay được. Còn đây là gì, sự kiện sao hay thông báo gì hả, sớm có sự kiện Kaido nè, đó 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 bên kia. À, cái này điểm danh hay sao ta, được nhận hay sao ta, ấy thiệt nè anh em, đúng rồi. Còn đây sao, ngày hai nhận luôn nè, mảnh anh này đó nè, skin hay sao á, đẹp dữ ta. Ủa nhưng mà 10 bên đây 10 mảnh là ghép được anh em, ở Longoma này, ủi lù Nika đó nè, ghê ở này, điểm danh được free à, hôm vậy để mình dịch cái anh em nào không biết thì mình dịch nha, để coi ghi gì, nhiều ngày đăng nhập qua nhận quà quá đã, chúc mừng nhận phòng là cái sao, quầy, à, còn đây là mấy cái sự kiện nè anh em, để mình kéo qua cái kiểu rồi, ủa kéo qua lại, đây là đây Kaido G đây đây đây. Trời ơi, điểm danh hả? Điểm danh gì đúng không? Ồ, mà được, hàng này không biết sao được Kaido G có tốn nhiều HP không? Như thấy Kaido G uy tín này. Ở đây Kaido bình thường hả? Ừ, mà hình như Kaido bình thường là Kaido G mà. Phải không ta, phải không ta? Còn đây. Đây là đi quánh để đi khiêu chiến. Còn đây là cái gì? Chiu. À đây là cái hoạt ảnh của nó, vậy là tướng UG mới có anh em ơi, mới có khi nọ nha, mới có đẹp nhau. Đây đây rồi, đây rồi, 30 lượt gút hả,
Để coi tốn gì không? Tốn kim cương không? Này là được 1 lượt rút này. Ồ, 30 tệ thì 8 lượt rút hả? Này được lượng free hả? Nhưng mấy ba mới rút được, vãi chưởng. Đây là vũ khí hay bảo vật gì của anh Kaido ấy. Ồ, đây là nguyên anh Kaido. Ui, mình còn dư luôn á, mình còn dư 6 mảnh luôn nè. Mà mình đang có anh Kaido đây nữa, ghê thiệt. Cái này không biết có free không? Để dịch anh em. Sinh vật mạnh nhất UR Kaido. Quá ghê. Cái này đây là skill của ảnh à, đây mình dịch rồi. Ủa mà bấm cái không hiển thị anh em ơi, đè luôn mới hiển thị sao dịch. Đây. Dịch ra không? Không ra. Vậy là cái này bấm dịch lẹ, đè cái này xong dịch cũng không được. UG cái gì? UR Kaido. Ghê thiệt. Ủa để mình vô cái sách giáo khoa coi mình coi có bao nhiêu tướng UG. Sớm hồi nãy mình cũng coi có một mạng nó có tướng UG đó là Lục Mika. Còn bên đây là thấy mình thấy có mỗi Kaido thôi. Không thấy là không thấy nữa ta, để mình đang kéo rồi nó lâu mất tiêu rồi. Đây mẹ lớn Rubin, chị đẹp Rubin ở Wano, chị đẹp Rubin kiểu như thăm kiếp, cái này thăm kiếp. Ai, mà được anh Kaido nè. Đây, để giờ coi chat skill qua được không? À, hình như là được nè anh em. À, còn đây đồ của ảnh nè, đồ anh em nhìn quen quen không? Hai món này là anh em nhìn quen không chứ mình chơi từ đầu mình quen lắm. Từ đầu bên hải tặc đó mình quen lắm nha. À, cái này là nâng nâng cho ảnh lên ha. Nâng lên 1 sao hả? 1 sao thì tốn thêm thêm cái cục này 15 cục nó mới đủ nè. Ồ, còn cái mảnh là nâng lên hả? Nâng lên tốn ở này nâng lên nè, nâng chỉ số lên hả? Ồ thì nâng được luôn nè anh em, lên chỉ số trưởng thành hả, đúng không? Này chỉ số trưởng thành đúng không vậy? Ồ lên nè gần 50%, tầm đó, đó tầm 50% anh em, ghê đó ta. Cộng 1, ui lên 3k lực nữa, ghê. Vậy là lên cộng 1 à, ghê. 30 mảnh nó mới lên được cộng 2, lên được thêm chỉ số khác á. Vậy là mỗi lần nâng thì lên được 50% chỉ số gốc. Rồi hôm nay thì mình xin phép với anh em mình sẽ review tới đây thôi. Anh em nhớ cho một like, một đăng ký nha. Anh em có hứng thú thì có thể tải về, mình để link mô tả hết nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào anh em, hẹn anh em vào những clip tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều, xin chào anh em.